Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip hài hước của cậu bé khi nói chuyện với chiến sĩ công an. Chẳng là thấy cậu bé này đạp xe trên đường, anh công an đã đứng hỏi chuyện bé. Chiến sĩ công an ôn tồn, con đi đâu, con kéo khẩu trang rồi từ từ nói. Thấy chú công an, cậu bé rưng rưng nước mắt, có lẽ trong lòng có chút lo sợ, cậu lắp bắp trả lời. Vì quá run nên cậu còn nói ngược, hồi nãy con đi tập xe đạp rồi đá banh, con sợ chú mát công an. Anh công an lúc này mới bật cười, nhắc khéo cậu bé. Mát chú công an chứ con, mà con sợ gì chú? Cậu bé lúc này mới thật thà, khai lời căn dặn của mẹ. Cậu sợ bị bắt lắm, mẹ nói là gặp chú công an phải chạy liền. Sự ngây ngô đáng yêu của em nhỏ khiến các chú công an đứng xung quanh lúc này không thể nhịn cười được nữa, mà phải bật cười thành tiếng. Cuối video, chiến sĩ công an nhẹ nhàng căn dặn cậu bé đeo khẩu trang lên và chạy xe về nhà cẩn thận. Khu phố là một pháo đài chống dịch. Dạ. Con đi đâu? Con kéo khẩu trang lên, con kéo khẩu trang lên đi, từ từ nói. Hồi nãy con đi xe, hồi nãy con đi tập xe đạp hả? Khi tập xe đạp xong con nghỉ ngơi, con đi đá banh. Con đá banh rồi sao con chạy đâu dữ vậy? Con sợ chú, là con sợ chú mấy công an. Chú mấy công an hả? Mấy chú công an chứ. Mấy chú công an. À, sợ gì? Là con sợ bị bắt lắm. Tại sao bắt con? Cô chỉ vui lấy xe đạp con mẹ. Rồi con nói là gặp chú công an phải chạy liền. Tại sao phải chạy liền? Mẹ đâu về? Là sợ phải tốn tiền mà. Sợ phải tốn tiền á hả? Sao gặp chú công an mà tốn tiền? Tại là sợ là tốn mới quen, tốn tiền tiền. Tốn gì?